Chào 500 anh em nhá. Cây trứng cà cổ thụ đây. Đấy anh em nhá. Anh em đã đánh bó bầu xong. Đấy, giờ thì cổ luôn. Đấy. Đánh bầu rất ok. Đấy, cảm ơn anh em đã đánh bầu cây rất tuyệt vời. Anh em ở Hữu Lũng Lạng Sơn nhá. Đấy. Có bầu rất là chuyên nghiệp. Các bác mà có muốn đánh cây thì cứ gặp em Vượng Hải Dương em. Đánh cây ở trên Lạng Sơn này thì toàn bộ là cây cối là rất đẹp luôn. Bầu bí là rất chắc. Cách đánh bầu rất là chuyên nghiệp nhá. Mắc rất căng. Anh thử lôi em cái lưới xem có căng. Lôi lôi cái lưới dưới. Dưới. Ờ, ok ok, thế là ok rồi. Đánh nhét nhờ. Được đấy nhờ, tặng như dây đàn. Đấy, chào 500 anh em nhá. Đấy. Cây bó bầu xong rồi, giờ thì giật cẩu thôi. Ông cho chăn lên. Đâu cho nó đổ hả? Cho nó đổ cho nó. Sợ xước cây nhỉ? Bỏ hết cái cưa đồ ra đi anh ơi. Các bác nhá. Đây rất là u cục và đẹp. Hẹn các anh em một cây khác sẽ đẹp hơn. Và đẳng cấp hơn. To hơn. To hơn và đẹp hơn, u bíu hơn. Cây này bộ rễ này nữa tìm rễ lại còn to hơn đúng không? Đòi to đấy ơi. Chúc anh em xem cây cảnh là tuyệt vời nhá. Bộ rễ là rất đẹp. Đó. Hẹn anh em một lượt khác để em sẽ tìm một cây to hơn. VIP hơn. Để lên sóng cho các bác yêu thích. Cây lụt nặng lắm, lụt lạc, u yếu rất nhiều.